Khi bạn bắt đầu sử dụng kem trị nám Select, có thể gặp vài tác dụng phụ nhỏ mà shop mình muốn chia sẻ để bạn không quá lo lắng. Đôi lúc, da bạn có thể hơi đỏ, ngứa hoặc kích ứng. Điều này hoàn toàn bình thường khi da đang làm quen với thành phần mới. Nếu thấy vậy, bạn có thể giảm tần suất sử dụng xuống hoặc ngưng vài ngày để da có thời gian thích ứng. Còn nếu da bạn khô hoặc căng, việc sử dụng kem dưỡng ẩm bổ sung là cần thiết để giữ cho da luôn mềm mại. Đôi khi, bạn có thể bị nổi mụn do lỗ chân lông bị bí tắc hoặc da phản ứng với sản phẩm. Trong trường hợp này, Hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu. Đặc biệt, kem trị nám có thể làm da bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng, vì vậy hãy nhớ thoa kem chống nắng hàng ngày. Nếu thấy dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng như sưng hoặc phát ban, hãy ngừng sử dụng ngay và tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia da liễu. Và hãy luôn thử nghiệm sản phẩm trên một vùng da nhỏ trước khi áp dụng toàn bộ để đảm bảo an toàn cho làn da của bạn. Liệu khi sử dụng kem trị nám Select thì bao lâu sẽ thấy được kết quả? Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều chị em khi tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm luôn thắc mắc. Shop mình cũng muốn chia sẻ rằng, khi sử dụng kem trị nám Select, bạn cần một chút kiên nhẫn để thấy được kết quả rõ rệt từ sản phẩm. Thông thường, sau khoảng 4 đến 6 tuần sử dụng đều đặn, bạn sẽ bắt đầu thấy da có sự cải thiện. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả rõ rệt và lâu dài, có thể bạn cần kiên trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng. Điều này cũng phụ thuộc vào cơ địa và tình trạng da của mỗi người. Nếu bạn kiên nhẫn và duy trì thói quen sử dụng hàng ngày, cùng với việc bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời bằng kem chống nắng, kết quả sẽ đến và làn da bạn sẽ trở nên sáng mịn và đều màu hơn. khi ngừng sử dụng kem trị nám Silex, việc nám trở lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thường thì, nếu bạn ngừng sử dụng mà không có biện pháp bảo vệ da khác, có thể nám sẽ tái phát. Điều này thường xảy ra do nám thường được gây ra bởi tác động của ánh nắng mặt trời, biến đổi hormone hoặc di truyền. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát tình trạng này bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ da phù hợp. Đặc biệt, việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày là rất quan trọng để ngăn ngừa nám tái phát. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về việc nám có thể trở lại, hãy thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu để được tư vấn chi tiết hơn và giúp giữ cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh và đẹp mắt. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về kem trị nám Silex hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với shop mình để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Đa số kem trị nám Silex không gây ra hiện tượng làm mỏng da. Thực tế, chúng thường bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho da, giúp cải thiện sức khỏe da và tăng cường quá trình tái tạo tế bào da. Điều này không chỉ giúp da trở nên mềm mại hơn mà còn thúc đẩy quá trình làm sáng da và giảm nám. Tuy nhiên, nếu vẫn cảm thấy lo lắng, tốt nhất là thảo luận cùng chuyên gia da liễu để có sự tư vấn chính xác nhất về sản phẩm và cách sử dụng luôn đảm bảo tuân thủ hướng dẫn sử dụng và thử nghiệm sản phẩm trên một vùng nhỏ của da trước khi sử dụng toàn bộ để đảm bảo an toàn cho làn da của bạn. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.